gió. Người cương quyết trong công bài phòng kiến bóc lột diệt thực dân đang ra theo tàn cơ. Bao công lao hồn sông núi đi một đời, gương hy sinh ngàn muôn kiếp không hề phai. Toàn dân quyết kết đoàn cùng chung sức với người để đồng tâm xây đắp cho ngày mai. Toàn dân Việt Nam nhớ Ngô Tổng Thống, Ngô Tổng Thống, Ngô Tổng Thống muôn năm. Toàn dân Việt Nam nhớ Ngô Tổng Thống, xin cầm thế ban phước lành cho người. Toàn dân Việt Nam nhớ quý đồng hương, quý đồng bào,
và anh chị em giáo hữu thân mến, hôm nay lễ cầu nguyện cho các linh hồn, nhân cơ hội này chúng ta cũng nhớ tới cố tổng thống Doan Bảo Tiến sĩ Tài Ngô Đình Diệm Bảo Vệ và các chiến sĩ anh hùng tử sĩ và tất cả những anh chị em hy sinh vì lý tưởng tự do. Trong thế lễ này chúng ta rất hân hạnh cảm động sự hiện diện đông đảo của quân dân kháng chính, của những anh chị em cùng tôn giáo cũng như không cùng tôn giáo. Chúng ta là đồng bào uống nước nhớ nguồn, cầu nguyện cho thân bằng quyến thuộc và cầu nguyện cho những anh hùng đã vì quốc phòng thân, cầu nguyện trong thánh lễ này. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa cùng anh chị em và cùng cha. Vâng, bằng anh chị em ngoài thánh lễ, ngoài tất cả sự hiện diện đông đảo của các vị đại diện quân dân kháng chính và tất cả những anh chị em có cha Mai Khải Hoàn, cựu giám đốc trung tâm Công giáo cha sĩ, lát nữa ngài sẽ giảng với ông, rồi cha Phương dòng Mỹ, dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, cha Nghĩa dòng Chúa Cứu Thế Mỹ, cha Khởi, cha Phó và cha Khải mới chia sẻ với chúng ta. Chúa Thế Giáo với lòng thật xứng đáng cử hành thánh lễ. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm lỗi nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng chính, cả thiên thần, cả thánh và anh chị em, thần cầu cho tôi chưa hòa Thiên Chúa. Toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Tạo thành và giải thoát bỏ. Chúng con cầu xin Đức Giêsu Kitô, Con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trị cùng Chúa trong sự hiện diện của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích thơ Thánh Phaolô Công Đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, tất cả chúng ta đã chịu phép rửa trong Đức Giêsu Kitô, tức là đã chịu phép rửa trong sự chết của Người, và chúng ta đã cùng chịu mai táng với Người bởi đường thanh tẩy trong sự chết của Người, để như Đức Kitô nhờ vinh hiển của Chúa Cha mà sống lại từ cõi chết thế nào, thì cả chúng ta cũng phải sống đời sống mới như thế. Vì nếu chúng ta được liên kết với Người trong cùng một cái chết giống như cái chết của Người, thì chúng ta cũng được hợp nhất với Người trong sự sống lại giống như vậy. Nên biết điều này, con người cũ của chúng ta đã cùng chịu đóng đinh khổ giá để xác thịt tội lỗi bị hủy đi, hầu cho chúng ta không còn làm nô lệ tội lỗi nữa.
vì con người đã chết, tức là được giải thoát khỏi tội lỗi. Mà nếu chúng ta đã chết với Đức Kitô, chúng ta tin rằng chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người, vì biết rằng Đức Kitô một khi từ cõi chết sống lại, Người không chết nữa, sự chết không còn làm chủ được Người nữa. Đó là lời Chúa. Thì huống chi khi đã được giao hòa, các chúng ta sẽ được cứu độ trong sự sống của chính Chúa Kitô.
Và không những thế, chúng ta còn được vinh hiển trong Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Nhờ Người mà bây giờ chúng ta được lãnh ơn giao hòa. Đó là lời Chúa. Ta là một ông lớn.
bà có hai con gái. Cô lớn thì ông bà đã gả cho Ngô Đình Khôi, và ông bà thường thư muốn gả đứa con gái út cho cùng Ngô Đình Diệm lúc bấy giờ là một trai trẻ, là một ông tuần phủ ở Phan Thiết. Và ông bà có ý tốt như vậy cho nên tìm đủ mọi cách thức để mà cho hai người gặp mặt nhau. Và ông bà hy vọng rằng tới một ngày nào đó thì cậu tuần phủ sẽ ngỏ lời. Nhưng mà sau một năm trời không thấy nói gì hết. Cho nên ông bà ngồi xuống với cậu tuần phủ Họ Ngô, và ông thượng thư Nguyễn Hữu Bài nói như sau: tình nghĩa giữa gia đình tôi và gia đình ông tôi không cần phải nói. Nay vợ chồng tôi quyết định gả đứa con gái này cho ông, và nó cũng đã đồng ý. Nếu không được như ý nguyện thì nó sẽ đi tu. Vậy thì ông nghĩ sao? Cụ trả lời: bẩm cụ lớn, cha của con là bạn chí thân của cụ lớn, anh của con là con rể của cụ lớn, còn bản thân con là nhờ ơn cụ lớn tác thành. Nay ông bà cụ lớn lại có mỹ ý xây dựng gia đình cho con nữa, thiết tưởng công đức và ân nghĩa cụ lớn đối với con như núi cao bể rộng, không thể bút vực nào mà tả sao cho xiết được. Tuy nhiên, con đã chót thề với Chúa là con xin ở độc thân như vậy cho mãn đời. Con đành chịu phụ tấm lòng vàng ngọc của ông bà cụ lớn đối với con về việc lập gia đình. Rồi Ngô Tuần Phủ quay mặt về phía cô con gái út của ông bà Bài mà nói: tôi rất xúc động và cảm ơn cô đã nghĩ và thương đến tôi, nhưng tôi cũng đành chịu phụ tấm lòng quý hóa của cô. Về sau này, cô đó đã vào dòng tu Camelo, dòng chính trong Kim Đồng Huế. Cứ mà chị em, tôi biết được phần nào về việc của con người dâng hiến cuộc đời mình cho Chúa để sống độc thân mãn đời. Tôi và các linh mục ở trên đây là những người đang sống độc thân mãn đời đó. Và tôi biết một người là ông mà muốn sống độc thân mãn đời cho Chúa thì phải yêu Chúa tới mức độ nào. Tại vì Chúa không bắt buộc điều đó. Ở đây bao nhiêu quý ông ở đây tin vào Chúa, sống đời sống đạo đức suốt cuộc đời của mình, yêu Chúa, mến Chúa, thờ phượng Chúa và lập gia đình, có sao đâu. Thậm chí giáo hội ban cho bí tích hôn nhân là một ân huệ của Thiên Chúa. Cho nên Chúa không có đòi hỏi người ta phải sống độc thân mãn đời cho Chúa. Chỉ có những người mà Chúa chọn, chỉ có những người yêu Chúa tới một cái tầm mức nào đó mới dám làm như vậy. Bà anh chị em, bà cùng Gioan Baptista Ngô Đình Diệm đã làm việc này. Khi cụ làm tổng thống, các tùy viên có kể cuộc sống đương sơ thanh liêm của cụ. Họ kể là mỗi ngày của tổng thống thường khởi sự bằng một thánh lễ lúc trời chưa sáng, và chấm dứt một ngày dài mệt nhọc. Tổng thống quỳ gối cầu nguyện âm thầm bên giường, đôi khi cả giờ đồng hồ, hai cánh tay dang rộng, tức là cầu nguyện như vậy cũng bằng anh chị em. Cả giờ đồng hồ cánh tay như vậy nhé. Cũng bằng anh chị em, người ta hay thường nói là cụ Diệm đã sống một thầy tu, nhưng bây giờ chúng ta có thể nhận thức ra được rằng không phải cụ sống như một thầy tu mà thôi, mà cụ sống như một thầy tu trong, gọi là trong dòng khổ tu. Đây là một người Kitô hữu yêu Chúa, dâng hiến cuộc đời mình cho Chúa, sống thờ phượng Chúa. Sau thánh lễ đọc
nhiều sách, tạp chí, báo. Và kế là dùng lót lòng, thường là cháo chấm với dưa món, uống một tô trà với bọt. Và đôi khi các sĩ quan tùy viên được mời, tổng thống nói nghe Huy ăn coi ngon lắm, thì các sĩ quan tùy viên dạy dạo vân vân ở ngoài miền, nhưng trong bụng thì nghĩ rằng gớm, đồ ăn của cụ dở thấy mồm, để ra ngoài kêu ăn ngon hơn. Để cho chúng ta thấy cái đời sống của cụ Gioan Bautista Ngô Đình Diệm, cụ mến Chúa tới mức độ nào. Và cụ là một người sống điều đặc của Chúa dạy, đến nơi đến chốn mến Chúa, yêu người. Chúng ta biết cụ đã hy sinh như thế nào cho quê hương đất nước chúng ta, cho đồng bào của cụ. Lúc bây giờ là quốc trưởng Bảo Đại có kể lại là ông Thủ tướng Ngô Đình Diệm có nói với tôi, ông Bảo Đại nói rằng chủ trương căn bản của ông là lấy đạo đức thương lo cho dân. Vì khi chính quyền chỉ vì dân thì dân quân gắn chính sẽ làm một, và cộng sản sẽ bị bó tay không làm được gì. Và để thực hiện chủ trương căn bản này, ông sẽ dùng những chính sách có những mục tiêu là thành lập một chính quyền thực sự vì dân, tách rời Việt Cộng khỏi dân chúng, ngăn chặn mọi liên lạc giữa Việt Cộng nằm vùng trong các quốc gia và Việt Cộng ở vùng biên. Và nền tảng là câu này: không thể diệt Cộng nếu không hết lòng vì dân. Và cái lý thuyết này khóa năm sĩ quan chuẩn bị Thủ Đức, khóa sĩ quan đầu tiên ra trường từ khi về chấp chánh, Thủ tướng Ngô Đình Diệm đã đặt tên cho khóa này là khóa vì dân. Ngài đã yêu chúng, Ngài yêu người, hy sinh cuộc đời mình. Chúng ta biết là khi họ buông chiếc Ngài đạo chính, Ngài có thể được cứu. Vì lúc đó Đại tá Nguyễn Minh Huệ gọi điện thoại để xin phép tổng thống đem xe chiếc giáp lên bộ tổng tham mưu để bắt mấy cái thằng phản bội đó, để dẹp đạo chính. Nhưng tổng thống không cho. Và lúc đó ông Cao Xuân Vĩ đang nghe bên cạnh tổng thống, và ông đã kể lại như sau. Ông nói là chính tôi nghe điện thoại của ông Duệ và trình lên tổng thống. Tổng thống la tôi: các anh muốn gì? Ở với tôi bấy lâu mà không hiểu ý tôi sao? Dân Nghệ An các anh chỉ thích làm loạn, đem quân đội chống quân đội là cách bảo vệ tổ quốc hả? Ông Vĩ thưa: nhưng người ta đánh mình thì mình phải đánh lại chứ tổng thống, chẳng lẽ để phải chết sao? Tổng thống quát lớn: chết thì đã sao? Và ông đã nói với ông Vĩ: quân đội là để bảo vệ tổ quốc chứ không phải để bảo vệ cá nhân tổng thống. Đây chỉ là một vài chi tiết nhỏ nhỏ để những ai chưa biết có thể hiểu được tại sao cụ Gioan Bautista Ngô Đình Diệm là một vĩ nhân của đất nước chúng ta, là một người Kitô hữu chân chính. Tôi không bảo vành chen, tôi không là cái thớ gì, tôi chỉ là một tên tiểu tốt. Tôi có tôn vinh cụ Ngô Đình Diệm nó cũng chỉ đến thói thôi, nên tôi xin được dùng lời của nhà cách mạng nổi tiếng Phan Bội Châu. Ông nói như thế này về cụ Diệm: lúc bây giờ là một thanh niên muốn cứu nước. Ông nói: nhà nho ăn để sống,
không cúc đầy đồ ngon miệng, no kịch bụng, mà cúc ăn cho đầy đồ đạo lý, để khi chết được sống mãi mãi với giang sơn. Ông Ngô Đình Diệm, con người có tâm huyết, biết thương giống nòi, biết nhục quân quốc, nên ông mới dám chống lại cường quyền, nuôi về ẩn tích, đợi thời tuyến sĩ. Đó mới thực là đấng bậc chí sĩ vĩ nhân. Tức sau này cuộc phục hưng, chỉ có Hạng Ông Diệm mới làm nổi. Ta xin tặng ông Diệm một bài thơ để tỏ lòng kính trọng bậc thanh niên hiền triết. Ông Diệm bây giờ mới là ông lớn thật sự. Tôi sẽ đọc bài thơ của cụ Phan Bội Châu đã viết tặng cho chí sĩ Ngô Đình Diệm. Ai biết trời Nam hãy có người, xịt nghe ngỡ sét đổ bên tai, lông hồng coi nhẹ vàng muôn lượng, ngôi quý xen đường ghép nửa đôi, phơi tỏ cùng trời gian đỏ chói, nhá nhem thay kệ mắt đen thui, lý chân kịp lúc làm vai vế, sau ngựa châu sinh quốc mòn roi. Thưa bà mình chị em, ngày hôm nay chúng ta đến đây để dâng thánh lễ biết ơn các tổ tiên, các vị trên của chúng ta đã cho chúng ta gương sáng, sống đức tin, sống lòng yêu người. Và một trong những vĩ nhân của đất nước chúng ta là cụ Gioan Bautista Ngô Đình Diệm. Tôi đồng ý với một người đã viết năm ngoái, ông ta đã viết thế này. Ông nói sẽ đến một giai đoạn lịch sử Việt Nam mà trong sách lịch sử Việt Nam sẽ nói về cụ Diệm như khi họ nói về Đức Quang Trung, Đức Lê Lợi, Đức Trần Hưng Đạo, Đức Gioan Bautista Ngô Đình Diệm. Chúng bà bạn chị em, chúng ta hãy dâng lên Chúa lời cảm tạ thiết tha đã cho chúng ta bao nhiêu người Việt Nam sống gương sáng cho chúng ta. Đó là những bậc tổ tiên, những bề trên cho chúng ta. Và đặc biệt ngày hôm nay, Đức Gioan Bautista Ngô Đình Diệm, xin Chúa cho linh hồn của ông được an nghỉ nơi nhà Chúa. Và xin Đức Gioan Bautista cầu nguyện cho Tổ quốc Việt Nam của chúng con được sớm thoát ách cộng sản, và để cho chúng con được sống trung thành với Chúa, với quê hương. Và cuối cùng chúng ta hứa hẹn gặp nhau ở nước cha trên trời. Amen. Giống như chúng ta trong mọi sự ngoại trừ tội lỗi, chúng ta hãy cầu nguyện cho những kẻ đã ra đi trước chúng ta. Hôm nay chúng ta họp nơi đây để cầu xin Chúa ban cho linh hồn Gioan Bautista Ngô Đình Diệm, linh hồn hai bào đệ Giacobbe Ngô Đình Du, Gioan Bautista Ngô Đình Cẩm, cùng linh hồn các chiến sĩ đã bị quốc bông thân, bảo vệ đức tin cùng chính nghĩa quốc gia, và hết thảy mọi tín hữu đã ra đi trước chúng ta được sớm hưởng phước nước trời. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng ta. Chúng ta cầu xin Chúa giữ gìn mọi thành phần trong hội thánh luôn nhiệt tình bước theo con đường Chúa Giêsu đã đi, mãi mãi là chứng tá anh hùng của đức tin Công giáo trong mọi hoàn cảnh. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng ta. Chúng ta cầu xin Chúa luôn ban cho mọi thành phần dân Chúa, đặc biệt dân Chúa trên đất nước Việt Nam của chúng con, trung thành với ơn gọi làm con cái Chúa, can đảm phát huy
và bảo vệ công bằng xã hội, bất chấp mọi sự bức hiếp, ngược đãi và hành hạ. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cầu xin Chúa cứu vớt những ai bị bắt hại vì lý tưởng công giáo, vì bảo vệ công lý, bảo vệ quyền sống của con người, cũng như bảo vệ môi sinh. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, ta thành lời chiến đấu, hầu vượt thắng sự yếu đuối của tội lỗi và bước đi trên con đường thánh thiện. Qua lời cầu bầu của Đức Mẹ La Vang, các thánh tử đạo Việt Nam và của các tiền nhân đã hy sinh vì Thiên Chúa và vì Tổ quốc Việt Nam thân yêu, chúng con dâng lời cầu xin cho mỗi người chúng con hiện diện trong thánh lễ này biết noi gương các ngài trong cuộc sống hôm nay. Chúng con cầu xin nhờ danh Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chắc chắn phải chết cũng được an ủi,
vì Chúa đã hứa ban phúc trường sinh bất diệt sau này. Vì lạy Chúa, đối với các tín hữu Chúa, sự sống thay đổi chứ không mất đi, và khi nơi nương náu ở trần gian bị hủy diệt tiêu tan thì lại được một chỗ cư ngụ vĩnh viễn trên trời. Vì thế cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các bệ thần và quản thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Oh,
mọi sự sứ sứ bái thương cho những ngày chúng con đã sống được bình an nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp. Dù còn sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn của mọi biến loạn. Đang kỳ chúng con mong đầy niềm hy vọng hồng phúc ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Chúa Giêsu Kitô, Chúa nói với các tông đồ rằng Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa, xin nói thương bàn trời thánh được bình an và hợp nhất theo tên như Chúa hằng sông và hiền trì muôn đời. Amen.